Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ công khai một cái thông tin cực kỳ sốc do tôi vừa mới phát hiện ra được. Tôi không biết là ở trên thế giới hay tất cả những các bạn mà đang xem video của tôi, các bạn đã biết cái thông tin này chưa? Nhưng mà đối với tôi vừa mới biết được cái thông tin này và tôi muốn công khai cho tất cả các bạn xem video biết được nó sốc như thế nào. Sốc như thế nào thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ luôn. Đấy, cái thông tin này thì là tôi vừa mới biết được, bởi vì là mấy ngày nay tôi nghịch thì tôi mò được. Và tôi nghĩ là nó rất là sốc đối với những cái bạn mà chưa biết. Các bạn thể thấy là ở cái căn phòng tôi hiện tại đang bật đèn, tất cả cái đồ vật ở đây hoàn toàn bình thường, nó rất là bình thường. Khi mà tôi tắt đèn đi thì những cái đồ vật ở trong phòng của tôi cũng hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Nó chỉ xảy ra khi mà tôi dùng cái chiếc đèn pin của tôi ở đây soi vào tất cả cái đồ vật ở đây thì có rất là nhiều đồ vật phát sáng. Tôi đã thử soi và có tầm 90% đồ vật ở trong nhà tôi đã phát sáng lên được. Rất là khó hiểu. Và cái chiếc đèn pin của tôi đang cầm trên tay đây là một thể loại đèn pin mà có rất là nhiều cảnh sát ở nước ngoài người ta sử dụng, hoặc cảnh sát ở Việt Nam người ta sử dụng để soi những cái vết máu ố của những cái vụ án mạng đó. Khi mà những cái vụ án mạng xảy ra, người ta muốn tìm những cái vết máu đó, người ta chỉ cần bật cái đèn pin lên người ta soi thì người ta có thể phát hiện ra được những cái vết máu mà người ta ăn lau chùi đi, hoặc là những cái vết máu lâu ngày nó bị ố đó. Thì ngay bây giờ tôi sẽ cho bạn xem tất cả cái đồ vật ở trong nhà của tôi nó phát sáng như là máu, kinh vãi luôn, thề luôn, chắc chắn 100% luôn các bạn nhìn nhé. Bây giờ tắt đèn đi này, tôi sẽ tắt đèn đi cho bạn xem. Đó, các bạn không thể nhìn thấy cái gì ngoài mấy cái chấm đỏ ở cái máy tính của tôi hoặc là mấy cái ổ điện nó phát sáng. Nhưng mà khi mà tôi mà bật cái đèn pin lên thì các bạn sẽ thấy tất cả đồ vật trong phòng tôi nó sẽ phát sáng 90% luôn. Đây, chiếc đèn pin này, bây giờ tôi soi cho bạn xem này. Những cái gì phát sáng nó sẽ phát sáng lên, còn những cái gì không phát sáng nó sẽ không phát sáng. Đó, đây là hai hộp giấy này, phát sáng này. Chiếc gối của tôi không có gì đó. Đây là chiếc gối của tôi này, phát sáng này, đó. Còn chiếc gối này không phát sáng mấy, chiếc gối này rất là bình thường. Còn chiếc gối này phát sáng kinh điển luôn này, thấy chưa? Này, đây là mặt của tôi nhá. Tôi soi vào thì cái răng tôi phát sáng này. Nhìn rõ mồm tôi nhá. Ui cái mắt. Ui, kính vai lìn giống ma quá anh. Ui tôi nổi da gà các bạn ơi. Thề luôn đấy. Nhìn răng tôi này, mắt tôi này, tôi đéo thể chấp nhận được. Cái kính vai lìn, tôi nhìn như ma luôn đấy. Điếu nhìn mặt nữa, kính vai lìn. Tôi nổi hết cả da gà rồi đấy các bạn nhìn này. Chiếc quạt này, đó, phát sáng này. Có những chỗ không thể phát sáng được, nhưng mà cái chỗ này phát sáng kinh điển này. Rồi, còn gì nữa không? Này, đó, phát sáng này. Này, mấy cái ổ cắm này, đó, sạc pin của tôi này, phát sáng này. Dây phát sáng này, phát sáng này. Ui, phát sáng hết này, thấy chưa? Dây kìa, ui, nhìn đẹp vãi chưởng. Đó, phát sáng này. Tôi soi cho anh em xem cái gì phát sáng được. Điện thoại tôi không phát sáng. Này, vài thứ có thể phát sáng được, không có gì phát sáng cả, nó vàng không phát sáng được. Đây, đây là cái bóng này nét, đó, dây điện này. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ bật đèn lên. Trong bóng tối kinh khủng quá. Ui, các bạn nhìn thấy gì không? Ma cái quả mà tôi soi gương. Tôi soi cái đèn vào mồm tôi rồi vào mắt tôi, nhìn như ma luôn ấy. Ủi, nhìn nổi hết da gà lên, nhìn kinh vãi lên. Một mình trong phòng mà ngoài kia trời đang mưa, mà quả đấy mà có cái bóng trắng nào đứng đằng sau thì chắc là tôi ngất đây quá. What the fuck, ghê vãi. Ok, bây giờ tôi sẽ xuống nhà soi mấy cái đồ vật dưới nhà cho bạn xem nó phát sáng kinh điển như nào. Ok, bây giờ thì là tôi sẽ đi xuống dưới nhà nó cực kỳ là tối luôn, và tôi sẽ dùng chiếc đèn pin này tôi soi cho bạn xem dưới nhà nó phát sáng như thế nào. Chiếc đèn pin này, ra soi cho bạn xem. Đó, bây giờ tôi sẽ ra phòng khách. Tôi sẽ thấy chưa có gì để nhấn nháo ở chỗ cả. Anh xem. Đây, cái chữ này,
phát sáng này. Đó, chữ phát sáng thì có một chữ duy nhất phát sáng. Rồi thả vào thôi. Những cái gì không phát sáng được nó sẽ không phát sáng được. Rồi là cái bàn. Ok, thật sự là khi mà tắt đèn đi, nghe tiếng mưa rơi rồi là đứng soi đèn, kinh dị vãi chưởng. Xong con gấu điên nó còn kêu nữa. Ok, ra chơi con gấu tí xem như thế nào. Nghe trời mưa to quá, khổ thân gấu. Ok, tôi vừa mới lên phòng xong, dưới kia mưa to quá, xuống đấy cũng hơi lạnh lạnh. Cũng như là hơi kinh kinh, nổi thổi lên phòng. Thì là cái clip này tôi chỉ muốn chứng minh cho bạn biết được một cái điều là tôi mới phát hiện ra được. À, tất cả những cái đồ vật trong nhà đều có thể phát sáng được khi mà sử dụng cái chiếc đèn pin dùng tia cực tím để soi. Đó, thì ở đây là một cái phát hiện mà tôi cảm thấy rất là thú vị. Và tôi nghĩ tôi là người đầu tiên phát hiện ra được cái điều này. Nếu mà có ai trên thế giới người ta phát hiện ra rồi thì tôi, còn nếu mà chưa có ai thì tôi sẽ là người đầu tiên. Ok. Ok, thì tôi chỉ muốn cho bạn biết được cái điều tôi mới phát hiện được như thế thôi. Đấy, rất là sốc luôn. Rồi, và không còn gì để nói nữa thì là tôi sẽ kết thúc clip ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh của tôi nhé. Bye bye!